Xin chào, tôi là Toàn, Toàn 360. Trên cổ Toàn đây đang là chiếc nanh heo do khách gửi về để bọc đầu dầu. Sau đây thì Toàn sẽ quay video chi tiết bằng cam sao cho anh em cùng xem. Đây, chiếc nanh rất là to và cong, dài khoảng 12-13 cm. Theo yêu cầu khách là trên bọc mẫu đầu dòng này rất là ngầu luôn này, rất là ngầu và dữ tợn. Trên là hạt chanh nửa đính đá, phía dưới là cái lưỡi để giữ lanh. Đầu dòng được làm từ chất liệu đồng vàng, khi xịn màu thì chúng ta chỉ cần lấy chanh trà sát và lấy bàn chải và kem đánh răng đánh lại là được. Nếu anh em nào quan tâm tới mẫu nanh heo hoặc có nhu cầu muốn bọc nanh heo theo yêu cầu thì inbox cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ ấn like, đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.